Chắc hẳn bạn đã từng nghe qua rất nhiều lần về từ khóa finish rồi đúng không nào? Vậy bạn đã biết finish là gì và nó có nghĩa cụ thể như thế nào hay chưa? Thực tế có nhiều người tham gia tập gym lâu năm nhưng họ vẫn chưa giải đáp được thắc mắc finish là gì hay finish có điểm gì khác biệt so với bodybuilding. Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về finish, hôm nay Jim và Bọn Thuật sẽ chia sẻ với các bạn những kiến thức hay được chúng tôi tham khảo từ các chuyên gia kinh nghiệm lâu năm. Mọi người hãy cùng tìm hiểu thông tin chi tiết để có hiểu biết rõ hơn về finish nhé. Vậy thì finish là gì? Finish được dịch sang tiếng Việt có nghĩa là sự phù hợp, cân đối hay sung sức. Theo định nghĩa trong từ điển, finish là từ dùng để chỉ một người sở hữu thể trạng cân đối, khỏe khoắn và có lối sống lành mạnh. Xét về khía cạnh thể hình, finish có nghĩa chung là tập thể dục thể hình và nó bao gồm các bộ môn có tác dụng giúp con người chúng ta hoàn thiện về cơ thể, về cả cơ bắp, tim mạch, hô hấp lẫn xương khớp vân vân, đồng thời giúp con người sống khỏe và tốt hơn. Mục tiêu chung của finish là đem đến cho người tập một cơ thể hoàn hảo, cân đối, ngoại hình có tính thẩm mỹ cao và cơ bắp không cần quá to như bodybuilding. Với cả nam lẫn nữ giới, tập finish đúng cách sẽ mang đến cho bạn một sức khỏe tốt, vóc dáng đẹp và thân hình quyến rũ. Các yếu tố huấn luyện trong finish. Hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều trung tâm tập luyện thể dục lấy từ finish đặt tên cho trung tâm của mình. Thực tế các trung tâm này có rất nhiều bộ môn khách hàng lựa chọn theo như tập gym, yoga, zumba, dance hay aerobic vân vân. Tất cả các bộ môn này đều có thể gọi chung là finish. Bởi finish nó bao gồm 5 yếu tố tập luyện chính như sau đây. 1. Tập độ bền cardio. Tập độ bền cardio là các bài tập có tác dụng giúp chúng ta sở hữu một trái tim khỏe mạnh, cải thiện và nâng cao sức khỏe cho hệ tim mạch lẫn hô hấp. Độ bền cardio thường được đo bằng sức bền, sức khỏe tim mạch của con người khi vận động. Áp dụng các bài tập phù hợp giúp tăng cường nhịp tim của con người lên giới hạn chịu đựng cao hơn, tránh trường hợp khó thở khi vận động ở cường độ cao, đồng thời giảm thiểu tình trạng căng thẳng vì chịu áp lực công việc hay cuộc sống thường ngày. Một vài hình thức mà bạn có thể áp dụng cho mình rèn luyện đó chính là tập đi bộ, chạy xe, đạp xe, nhảy dây hoặc áp dụng các bài tập cardio, bài tập HIIT, bài tập Tabata vân vân. Tập luyện cơ bắp. Tập luyện cơ bắp chính là yếu tố quan trọng khi chúng ta rèn luyện các bộ môn finish. Theo chia sẻ các chuyên gia, tập luyện cơ bắp bao gồm 3 thành phần chính đó là sức bền cơ bắp, sức mạnh cơ bắp và sức lực cơ bắp, cụ thể như sau. Sức bền cơ bắp. Sức bền cơ bắp được đo lường bằng số lần lắp rep khi chúng ta thực hiện một bài tập cụ thể. Các bài tập test thông thường để xác định sức bền cơ bắp được áp dụng nhiều nhất đó là hít đất, hít xà đơn hay đứng lên ngồi xuống. Sức mạnh cơ bắp. Sức mạnh thường được đo lường bằng trọng lượng tạ mà người ta có thể áp dụng cho một bài tập và số lần lặp lại tác động khi thực hiện bài tập đó. Các bài tập có thể dùng để đo sức mạnh cho một người sử dụng nhiều nhất đó chính là đẩy ngực và squat tạ đòn. Sức lực cơ bắp. Sức lực thường được đo bằng số lực có thể tạo ra trong một hoạt động nhất định. Thông thường, để đo được chỉ số này chúng ta cần dùng đến những thiết bị tiên tiến, máy đo hiện đại. Các chuyên gia cho rằng áp dụng các bài tập tạ chính là cách tập luyện cho cơ bắp hoàn hảo, mang đến kết quả tốt nhất. Các bài tập có thể giúp nâng cao sức mạnh cho toàn bộ cơ thể như bụng, đùi, vai vân vân. Khả năng dẻo dai và linh hoạt. Khả năng dẻo dai và linh hoạt cũng là yếu tố huấn luyện quan trọng khi chúng ta tham gia rèn luyện bộ môn finish, cụ thể là sự dẻo dai linh hoạt thường được đo bằng cách xem một nhóm cơ trên cơ thể có thể kéo dài hoặc khớp có thể di chuyển ở linh hoạt tới đâu. Cách kiểm tra khả năng dẻo dai phổ biến thường được liên quan đến cơ đùi sau và cơ vai. Khả năng giữ thăng bằng thường được đánh giá bằng cách thực hiện một động tác đặc biệt, chẳng hạn như cho cơ thể đứng lên một chân, giữ thăng bằng tốt giúp cơ thể nâng cao được việc điều khiển tư thế, giữ ổn định các khớp, giảm thiểu rủi ro chấn thương và gia tăng sự lưu thông máu đến các nhóm cơ. Thông thường, các bài tập yoga, múa ba lê hay các bài tập giãn cơ sẽ giúp tăng cường khả năng dẻo dai, linh hoạt và khả năng giúp thăng bằng cho chúng ta. Tập luyện tốc độ. Tập luyện tốc độ speed giúp cơ thể linh hoạt hơn, nhanh nhẹn hơn, giúp ích rất nhiều trong cuộc sống và đời sống hàng ngày. Tập luyện tốc độ thường được đo bằng tốc độ cá nhân có thể di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. Cách luyện tập tốc độ áp dụng các bài tập thích hợp nhằm giúp cải thiện và phát triển tốc độ của cơ thể trong một nhóm cơ cụ thể nào đó. Các bài tập chạy, bật nhảy luôn được ưu tiên hàng đầu khi tập luyện tốc độ. Thành phần dinh dưỡng. Thành phần cơ thể là tỷ lệ lượng chất béo trên cơ thể so với các mô cơ khác như xương và da. Theo các chuyên gia, hai người có cùng trọng lượng cân nặng sẽ không đồng nghĩa với việc họ có cùng tỷ lệ trọng lượng cơ thể tương tự nhau. Trong thực tế, ai có nhiều cơ bắp hơn thì người đó sẽ gọn gàng và săn chắc hơn. Để đạt được tiêu chuẩn finish, bạn nên kết hợp tập luyện chế độ ăn uống, ngủ nghỉ lành mạnh, uống đủ nước, cung cấp protein, vitamin, khoáng chất và chất béo có lợi cho cơ thể. Đạt được chỉ tiêu này sẽ giúp bạn có được cơ thể khỏe mạnh, da và tóc đẹp hơn, đồng thời sắc thái người tập cũng trẻ trung và giàu sức sống hơn. Tập finish có tác dụng gì? Với những thông tin được chia sẻ ở trên thì chắc hẳn bạn đã hiểu rõ hơn finish là gì rồi đúng không nào? Hiện nay từ khóa finish được sử dụng nhiều trong phòng tập và trào lưu tham gia tập luyện cũng đang phát triển mạnh mẽ. Vậy bạn đã biết tập finish có tác dụng gì mà thu hút đông đảo người tập đến thế chưa? Trong phần tiếp theo mình sẽ chia sẻ nhé. Tập finish giúp nâng cao sức khỏe. Tham gia tập luyện các bộ môn finish giúp nâng cao sức khỏe và lợi ích dễ dàng nhận ra đã được chứng minh ở rất nhiều trong thực tế. Tập luyện finish thường xuyên sẽ giúp bạn có được sức khỏe tốt, mạnh mẽ, dẻo dai hơn, có đủ năng lượng để làm việc, học tập cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Cơ thể sức đề kháng cao để phòng tránh những bệnh thường gặp như cảm cúm, hen suyễn, đau đầu vân vân.
Ngoài ra, tập Finis còn giúp chúng ta sở hữu thể hình đẹp, giúp phòng tránh bệnh tật, giúp giảm stress hiệu quả và giúp ăn ngon miệng và ngủ ngon hơn. Vậy còn sự khác nhau giữa Finis và Bodybuilding? Khi đi tìm hiểu về Finis, có nhiều người lầm lẫn và đánh giá đồng nó với Bodybuilding. Trên thực tế, Finis và Bodybuilding là hai hình thức tập luyện khác nhau, tiêu chuẩn đánh giá và vóc dáng lý tưởng của hai cũng khác nhau. Theo các chuyên gia, để phân biệt hai hình thức tập luyện này, các bạn cần chú ý đến chế độ luyện tập, chế độ dinh dưỡng chi tiết của nó. Cụ thể, sự khác nhau của Finis và Bodybuilding có thể hiểu đơn giản như sau. Về chế độ tập luyện của Bodybuilding, người tham gia tập Bodybuilding có mục tiêu rõ ràng là làm sao đạt được khối lượng cơ bắp trên cơ thể là lớn nhất. Phương pháp tập luyện của các bodybuilder thường chú trọng đến những bài tập có mức tạ cao nhưng số lần lặp lại ít. Các nhóm cơ từ nhóm cơ chính đến nhóm cơ phụ nhỏ nhất trên cơ thể đều được tập luyện kỹ càng và tỉ mỉ. Về chế độ tập luyện của Finis, mục tiêu chính của người tham gia tập luyện Finis đó là sở hữu một thể hình khỏe mạnh, thể hình cân đối và vóc dáng thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Người tập loại hình này thường không chú trọng nhiều đến việc xây dựng cơ bắp cuồn cuộn, phải hút thịt bắp, hướng tới vóc dáng cân đối. Vậy nên chọn lựa Finis hay Bodybuilding? Cả Finis hay Bodybuilding đều có mục tiêu chung là giúp nâng cao sức khỏe, giúp bạn mạnh khỏe hơn và đồng thời mang lại hình thể đẹp cho chính bản thân mình. Thực tế, cái nhìn về thể hình đẹp của mỗi người là khác nhau, tùy thuộc vào hình thể, mục tiêu, đam mê của bản thân mà bạn đã lựa chọn cho mình phương pháp tập luyện phù hợp nhất. Với mình thích Finis hơn vì mình hướng đến thể hình cân đối, vừa mắt, không quá to dạng vai ô thịt bắp. Còn bạn, tùy thuộc vào đam mê và quyết tâm của mình, bạn có thể lựa chọn hình thức tập luyện sao cho phù hợp nhất. Nói thêm, tập Bodybuilding có thể yêu cầu khắt khe hơn nhiều so với Finis, bạn cũng cần bỏ ra nhiều sức, thời gian, tiền bạc hơn so với tập Finis. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhớ đăng ký và nhấn chuông để tiếp tục ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.